Hi, xin chào các bạn đã đến với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu phiên bản cập nhật của phiên bản quốc tế. Thì phiên bản quốc tế giờ mới cập nhật phiên bản 5.0 từ ngày 5 tháng 12 từ hôm bữa rồi. Giờ mình mới rảnh để tranh thủ giới thiệu cho các bạn. Thì các bạn cũng đang thấy là đang có sự kiện của con Mew áo giáp. Thì con này Mew dạng cũ nha. Còn trong hình các bạn sẽ thấy là một con Mew dạng mới. Thì cái dạng mới sẽ thuộc phiên bản sau. Thì đang có event của để đổi con Mew này. Rồi, đầu tiên là mình sẽ bắt đầu giới thiệu các con bé cho các bạn. Rồi, đầu tiên đó chính là các Pokemon cộng hưởng. Rồi, ở phiên bản này thì nó sẽ có con Daga cộng hưởng này. Rồi, đây là một số kỹ năng của em nó đây. Mình sẽ cho các bạn coi thử. Mời các bạn coi thử, đánh giá thử nó có thay đổi gì không nha. Đây là một số kỹ năng của em nó kèm theo nội tại. Còn rồ của nó hình như là không có gì thay đổi nha các bạn. Đây, rồ không có gì thay đổi cả. Vậy nếu so cái ấy thì nó khá là thua thiệt. Đây, đây là các kỹ năng R của nó đây. Rồi, đó là một số kỹ năng của em đây là cộng hưởng này. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có các Pokemon bá chủ. Thì trong cái bản cập nhật thì nó có ghi là có Mew áo giáp, Latias và Latios. Thì có ba em đó thì nhưng mà trong cái deck này là không có. Không có con Mew áo giáp nha các bạn. Và cả Lati cũng không có luôn. Thì hiện tại phiên bản quốc tế là nó đang là bản 5.0 rồi, từ 3.8 lên 5.0 phải. 5.24 thì đó mình không để ý nữa. Rồi, thì cái dạng bá chủ thì nó đề mà nó không có ở đây. Trong các hiện thoại cũng không có luôn. Rồi, thì ở trong cái deck thì nó sẽ không có nha bạn. Để mình xí nữa mình vào mảnh coi thử xem nó có không. Rồi, ngồi đây chúng ta sẽ có thêm hai con Pokemon mới. Đây là con Oddish này, là cỏ và tiến hóa lên của nó ba dạng. Rồi, ngồi đây chúng ta sẽ có con Bellsprout. Nhìn nó đâu ta? Cũng là một Pokemon hệ cỏ luôn các bạn. Con này khi tiến hóa các bạn nó tên là Usuboto đó. Các bạn có phim câu phim hình thì có thể biết em nó đâu mấy ta. Như chắc phía dưới luôn rồi. Build show. Rồi, để mình kiếm cho các bạn coi nè. Như không thấy. Thôi, bỏ qua đi. Đó cũng là chỉ một bộ môn dạng thường thôi. Rồi, tiếp theo là mình sẽ giới thiệu về các chế độ mới ở đây. Rồi, chúng ta sẽ có một chế độ mới ở phi đoàn, đó chính là phi đoàn chiến. Ở bên bản in thì nó đỡ team battle. Đây các bạn. Thì cái này mình cũng có làm clip ở bên siêu bình chung trước đó rồi. Thì nó sẽ bắt đầu điểm danh từ ngày 12 tới ngày 14 và ngày 15 là bắt đầu. Thì các bạn nào có coi mình giới thiệu thì sẽ biết cái này.
nè, đây là một số phần thưởng của nó đây. Thì cũng như mình đã giới thiệu trước đó rồi, nên chỉ nói sơ qua cho các bạn hiểu thôi. Rồi, đó là một chế độ mới ở trong phe đoàn của chúng ta. Ngoài ra chúng ta sẽ tiếp tục là sẽ có những con thú cưỡi mới, thì cũng không phải là mới mà cái đây kiểu như mình phải dùng mảnh để đổi ra, kiểu trang phục của nó vậy. Rồi chúng ta sẽ có một con cá vô nè, khi bắt đầu trận đấu nó sẽ tăng 3% đếp về am. Cái này mình sẽ đánh kiếm ở trong cái phi đoàn chiến các bạn, cũng dễ kiếm thôi. Rồi ngoài ra chúng ta sẽ có con ít này, nó sẽ tăng 10% cho bộ môn đánh về hạ cỏ. Rồi cái con ít này thì nó cũng kiếm trong cái phi đoàn chiến luôn. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm con thú cưỡi Bull and Sun này, thì hai con này chắc chắn là sẽ nạp rồi. Con Sun sẽ tăng 1% cho bộ môn hệ thép và hệ điện. Rồi con Moon Luna đó thì nó sẽ tăng cho hệ hồn và hệ độc các bạn 1%, thì hai con này thì chắc chắn là nạp rồi. Con ít về con cái vô kia nó sẽ ở phi đoàn chiến. Rồi, đó là sơ lược về thú cưỡi mới. Ngoài ra chúng ta sẽ đến trang phục nè. Rồi, trang phục của chúng ta sẽ gồm có 3 trang phục. Con nào ta? Lúc xe min đây. Một trang phục mới. Có 3 trang phục lận. Rồi. Không phải con này. À, hình như chỉ có một trang phục này mới thôi. Chỉ còn trang phục mới sẽ có trong này nữa. Đó chính là Jay Bullet, cảnh sát á, dàn trang phục cảnh sát. Thì nói chung cái này cũng sẽ là nạp thôi. Rồi, tới trang phục nữ thì cũng tựa tựa như vậy. Rồi, chúng ta sẽ có 3 trang phục mới như thế này. Rồi, đó là các vấn đề về trang phục của bên bản in này. Rồi, như nãy mình nói thì trong cái phần mảnh á, nó sẽ có con miêu giáp này. Đây các bạn. Thì trong phần ấy, trong phần deck thì cũng không có. Đây là một số kỹ năng của em nó đây, trước khi là dạng bá chủ. Kêu thì không hết, thì mình cũng đã có dịch kêu nó rồi. Các bạn nào không rõ thì các bạn có thể lên theo dõi ở video của mình. Rồi, đó là một số tính năng về bộ môn mới ở phiên bản in hiện tại. À, như các bạn thấy cũng đang có virus của Don các bạn. Thì hiện tại là bên in nó chưa có thay đổi boss thế giới mới nha. Thì bên chung là đã, từ khi có nó là đã thay đổi lâu rồi. Thì bên bản này thì nó chưa đổi. Thì nó sẽ không thay đổi. Rồi, để mình nói sơ về cái event đợt này luôn. Rồi, event đợt này chúng ta sẽ có một cái dạng sách mới. Bình thường chúng ta sẽ có cái sách lửa này, gọi đơn giản sách lửa này, sách master đi. Khi có Gordon chúng ta sẽ có một dạng sách như thế này, không biết về bên Việt nó sẽ như thế nào thôi. Thì bây giờ bên in phải có hai cái dạng này để đổi bếp. Rồi, một cái sách này tương ứng với một cái bằng 5 cái mảnh con Mewtwo giáp này, và một sách này sẽ tương ứng với một mảnh bá chủ của nó. Thì hiện tại chúng ta đang có thể viết map, nạp về chọn đó.
thì sẽ được các mảnh của con này và cả sách nữa. Thì quét ở map thì tỷ lệ khá là thấp. Đây là tất cả bộ môn của chủ sở hữu đây. Rồi, ngồi ra bàn quay chúng ta sẽ có các sách này. Các tranh thủ nạp thì sẽ quay nhanh thôi. Rồi, ngồi ra chúng ta còn có phần quà điểm danh nữa. Rồi, thì các chế độ và các bộ môn thì mình cũng giới thiệu sơ qua rồi. Thì đợt này nó cập nhật khá là ít. Với lại nó chưa mở hầu hết các tính năng của phiên bản này nữa. Thì nó cũng chỉ sơ được như vậy thôi. Rồi, mình chỉ giới thiệu ở đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.